Những năm đầu của kỷ nguyên Heisei Kamen Rider đã đem đến cho chúng ta vô cùng nhiều những bộ phim thú vị với cách làm phim nghiêm túc, bài bản, chú trọng phát triển nội dung, xây dựng nhân vật một cách đáng nhớ và đặc biệt là một sắc thái u tối, bí ẩn luôn bao trùm, thu hút trí tò mò của không chỉ những khán giả nhí mà còn cả những đối tượng người xem trưởng thành, khó tính. Có lẽ cũng chính vì lẽ đó mà khi nhắc về những bộ Kamen Rider đầu tiên của kỷ Heisei, các fan tokusatsu ở Việt Nam nói riêng thường sẽ có những ấn tượng vô cùng tốt. Nổi bật lên trong số những cái tên ra mắt trong giai đoạn đó, có lẽ không thể không kể tới Kamen Rider Akito. Song, hôm nay chúng ta sẽ không tập trung khai thác phần TV series, mà sẽ đi sâu vào khám phá tập phim điện ảnh có sức ảnh hưởng lớn cũng không kém, đó là Kamen Rider Akito Project G4. Chào mừng các bạn tới với Rateka Media, chúng ta cùng bắt đầu luôn nào! Trước tiên như thường lệ, sẽ là một vài thông tin cơ bản xoay quanh bộ phim này. Kamen Rider Akito Project G4 là phần phim điện ảnh mùa hè của Kamen Rider Akito, ra mắt vào ngày 22 tháng 9 năm 2001, được sản xuất bởi Toei, biên kịch của Toshiki Inoue và được đạo diễn bởi Ryuta Takasaki. Phim có thời lượng dài khoảng 70 phút, bao gồm cả phần credit. Kamen Rider Akito Project G4 đồng thời là dự án kỷ niệm 50 năm thành lập công ty Toei và 30 năm ra đời thương hiệu phim Kamen Rider đình đám. Những sự kiện diễn ra trong tập phim điện ảnh này có liên quan tới diễn biến trong TV series. Cụ thể, phim được chia ra làm hai mốc thời gian chính. Mốc đầu tiên xảy ra giữa tập phim Kamen Rider Akito Special Tần Biến Thân và tập 35 của TV series. Có mốc thời gian 2 tháng sau đó diễn ra giữa tập 46 và tập 47 của TV series. Giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào khám phá cốt truyện của bộ phim. Kamen Rider Akito Project G4 mở ra với cuộc tấn công của các Antelos và một cơ sở quân sự nơi giáo dưỡng những cô nhi với khả năng siêu việt. Hai đứa trẻ tại cơ sở ấy là Rei và Sayaka may mắn thoát nạn khỏi cuộc truy quét. Trước tình hình các Unknown xuất hiện ngày một đông đảo và nguy hiểm, đơn vị quân sự GA đã cử một thực tập sinh có tên Fukami Risa tới tham gia tổ chức G3 Unit với mong muốn hai bên có thể hợp tác cùng phát triển. Song, mục đích Risa nhắm tới là bản thiết kế G4 System do Ozawa sáng chế. Sau khi đã đạt được những gì mình muốn, Risa ngay lập tức rút khỏi G3 Unit. Hai tháng sau, Soichi vô tình gặp được cô bé Sayaka sau khi cô sử dụng năng lực dị biệt của mình giúp cho anh và cậu nhóc Taichi thoát khỏi tai nạn trong gang tấc. Sayaka sau đó được đưa về sống tại gia đình của Yoshihiko Mizuki. Cũng vào thời điểm đó, những cuộc tấn công của Antelos diễn ra ngày một dày đặc hơn. Chúng nhắm tới những người sử dụng năng lực dị biệt. Bằng cách dụ dỗ họ chơi một trò chơi giải đố trên điện thoại, chúng dễ dàng khoanh vùng con mồi và tập kích lấy mạng họ. Không may thay, Mana cũng đã sử dụng tới năng lực dị biệt để trả lời đúng tất cả các câu hỏi trong trò chơi giải đố ấy và nghiễm nhiên trở thành con mồi tiếp theo mà các Antelos nhắm tới. Trong cuộc truy quét của hàng loạt các Antelos, Kamen Rider G4 bất ngờ xuất hiện chiến đấu và trong nháy mắt hạ ngục tất cả các đối thủ. Chủ nhân của G4 System lại chính là một binh sĩ may mắn sống sót trong cuộc tấn công của các Antelos nhằm vào cơ sở quân sự 2 tháng trước, Mizuki Shiro. Tới lúc này, Risa Fukami mới lộ rõ bản chất thật. Để giúp cho con người đủ sức đứng lên chống lại Unknown, cô đánh cắp và thiết kế G4 System hòng biến nó thành một vũ khí tối thượng. G4 System thật sự là một khí tài quân sự rất đáng sợ khi nó có thể lấy mạng người sử dụng nó. Không những vậy, dạ tâm của Risa còn lớn hơn thế. Cô muốn bắt cóc những người sở hữu năng lực dị biệt để lợi dụng tiềm năng của họ nâng cấp thêm cho G4. Cô đã thành công trong việc bắt cóc Mana về căn cứ quân sự để triển khai kế hoạch hiểm ác này. Này, những người hùng của chúng ta phải đối đầu với hai vấn đề lớn là việc giải thoát cho Mana khỏi kế hoạch chết chóc của Risa, đồng thời đương đầu với số lượng Antelos khổng lồ đang trực chờ đe dọa nhân loại. Mọi chuyện sau đó diễn tiếp ra sao? Các bạn hãy tìm xem Kamen Rider Akito Project G4 để tìm hiểu rõ hơn nhé. Trước khi đi vào nhận xét về câu chuyện của phần phim điện ảnh này, mình muốn dành một sự khen ngợi cho việc set up bối cảnh của phim. Kamen Rider Akito Project G4 bao trùm bởi một màu phim u tối, bí ẩn và ảm đạm. Ngay từ những phút đầu của bộ phim,
người xem đã được dẫn dắt tới cuộc tập kích của cả Anthlos, cướp đi sinh mạng của không biết bao nhiêu con người, gồm cả người lớn và trẻ em. Điều này ngay lập tức thu hút sự chú ý và tò mò của khán giả, khiến họ bị lôi cuốn và muốn theo dõi những diễn biến tiếp theo. Mạch phim được phân chia rõ ràng, có đầy đủ những cao trào và nút thắt, để cốt truyện dễ nắm bắt, dễ theo dõi, để triển khai theo trình tự thời gian. Sau mạch đầu tương đối căng thẳng và chết chóc, mạch giữa của bộ phim được kéo giãn, giúp cho người xem có những khoảng nghỉ nhất định để bước vào mạch cuối đầy gay cấn. Một điểm hay mà Camera de Akito Project G4 đã làm tốt, đó là khắc họa một cách rõ nét sự mâu thuẫn trong tư tưởng chiến đấu của các tuyến rider trong phim, cụ thể là G3X và G4, đồng thời phản ánh những bản chất, dạ tâm xấu xa của con người thông qua cô nàng đầy tham vọng Futami Risa. Điều này mình sẽ phân tích kỹ hơn ở phần nhân vật. Về bài học mà G4 System đem lại, đôi khi những thứ đã ngủ yên thì không nên đánh thức nó sống dậy. Mọi thứ đều có cái giá phải đánh đổi. G4 System có thể mạnh mẽ một cách đáng sợ, song ý chí của con người cũng có sức mạnh to lớn không kém. Để chiến đấu với những thế lực siêu nhiên, ta không thể chỉ trông chờ phụ thuộc vào những khí tài quân sự tối tân, mà còn phải dựa vào chính tiềm năng và bản lĩnh vốn có. Song, có một số điều mình cảm thấy chưa thật sự trọn vẹn khi xem phim. Có vẻ phim có thời lượng tình tiết đưa vào chưa đủ nhiều, nên ở một số phân cảnh, mạch phim bị kéo giãn một cách hơi thiếu tự nhiên. Dù mạch đầu được triển khai rất tốt, nhưng mạch cuối của bộ phim có vẻ còn thiếu một chút để đạt tới sự hoàn thiện nhất định. Cụ thể ở đây là phân cảnh cuối cùng khi G3X của Makoto và G4 của Mizuki chiến đấu với nhau. Cá nhân mình muốn rằng khi Mizuki ngã xuống và đánh mất đi ý chí, sẽ có thêm một cảnh chiến đấu kéo dài khoảng 2-3 phút khi bộ giáp G4 tự hoạt động theo ý của nó và tấn công Makoto, buộc anh phải hạ quyết tâm hạ gục nó để giúp cho Mizuki được yên nghỉ. Từ đó, khắc họa sự không cần thiết của hệ thống G4 ra một vũ khí quân sự tối thượng không để giúp cho con người có được hạnh phúc thật sự. Ngược lại, sức mạnh phải tới từ chính ý chí của người sử dụng nó. Nếu có thêm chi tiết ấy, cá nhân mình nghĩ rằng mạch cuối của bộ phim sẽ thật sự trọn vẹn và sẽ không còn điều gì có thể che trách cả bộ phim này cả. Dù sao thì, Kamen Rider Akito Project G4 là dự án phim điện ảnh đầu tiên của Heisei Kamen Rider. Do vậy, một vài thiếu sót nho nhỏ trong phim là điều có thể chấp nhận được. Xét về tổng thể, đây vẫn là một bộ phim có cốt truyện rất chặt chẽ và lôi cuốn. Tiếp theo, ta sẽ tiến tới nhận xét về dàn nhân vật của bộ phim. Vì hai nhân vật Tsugami Soichi, Kamen Rider Akito và Shihara Ryo, Kamen Rider Kills trong phần phim điện ảnh này không được khai thác và phát triển một cách cụ thể. Vì thế, mình sẽ đi thẳng phân tích nhân vật Hikawa Makoto, Kamen Rider G3X, cũng như những nhân vật chính diện và phản diện mới được đưa vào trong phim. Đầu tiên là nhân vật Hikawa Makoto. Ở phần phim điện ảnh này, anh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bảo vệ con người khỏi sự đe dọa của các Unknown dưới cương vị G3X. Bản chất của Makoto vẫn là một con người hiền lành, tốt bụng, có phần hơi ngây thơ. Kamen Rider Akito Project G4 tập trung khai thác diễn biến nội tâm của anh. Bắt gặp một Mizuki Shiro tồn thờ cái chết bị ám ảnh với sức mạnh, Makoto đã nảy sinh những trăn trở nhất định. Xuyên suốt tập phim, Makoto vừa phải đấu tranh tư tưởng của chính mình, vừa phải chiến đấu với đàn anh sử dụng G4 để củng cố niềm tin của bản thân và đồng thời bảo vệ những người vô tội khỏi Unknown và dạ tâm của Risa Futami. Nhân tiện đây, mình sẽ phân tích cụ thể hơn nhân vật Mizuki Shiro, chủ nhân của G4 System và thời điểm những sự kiện trong phim diễn ra. Trước đó, anh từng là một quân nhân tại trụ sở nghiên cứu tiềm năng đặc biệt của những cô nhi. May mắn sống sót sau cuộc tàn sát của các Anthlos, Mizuki giờ đây mang theo tư tưởng tôn thờ cái chết. Anh đã chấp nhận rủi ro tử vong mà G4 System đem lại để có thể tiếp tục chiến đấu và thỏa hiệp với những dã tâm của Futami Risa. Đối với anh, nếu cứ bám víu lấy cuộc sống thì sẽ không thể chiến đấu trọn vẹn khả năng của mình. Anh cho rằng con người khi bị đặt vào tình thế sống còn mới thật sự bộc lộ hết khả năng. Bản chất của Mizuki không phải là người xấu, có điều lý tưởng mà anh mang theo lại khá cực đoan. Khác với Makoto chiến đấu như một người hùng thật thụ, luôn hướng tới những điều tích cực và tốt đẹp, thì Mizuki, một người đã đánh mất tất cả, này chỉ còn mối thù hận dành riêng cho các Unknown cùng với những cảm xúc tiêu cực giúp cho anh có thể chiến đấu trong sự quyết liệt.
Điều này hình thành một đối cực tư tưởng vô cùng rõ nét giữa Makoto và Mizuki, buộc cho hai người cùng chung mục đích nhưng khác biệt với quan điểm sống phải đứng đối nghịch trên chiến tuyến để chiến đấu với nhau. Nhân vật Mizuki đồng thời khiến cho ta nhận ra rằng lý tưởng đôi khi sẽ khiến con người ta trở nên mù quáng và cực đoan theo đuổi nó bất chấp hậu quả và hệ lụy. Lý tưởng của Mizuki có thể cao đẹp, cũng là lời đấu tranh vì nhân loại, nhưng bởi hình mẫu mà nó hướng đến không thể tích cực, nên nó tác động khiến cho anh sẵn sàng thỏa hiệp với những điều sai trái. Sau cùng là nữ quân nhân Fukami Risa, có thể coi là kẻ phản diện chính của phim. À ta góp mặt trong gần như mọi xung đột và nút thắt ở cả tập phim. Như chúng mình đã đề cập ở phía trên, trước tình hình của các Anthros xuất hiện tràn lan và quá lộng hành, cô đã xin thực tập ở tổ G3 Unit với mục đích tìm kiếm sơ hở và đánh cắp bản thiết kế G4 System của Ozawa. Sau 2 tháng nghiên cứu, cô đã đưa G4 vào thực chiến. G4 System là một vũ khí thật sự đáng sợ, có thể dễ dàng đương đầu và hạ ngục Anon. Song, cái giá phải đánh đổi quá lớn, không chỉ là sinh mạng của chính bản thân người sử dụng G4, mà còn là sinh mạng của những người vô tội sở hữu siêu năng lực, giúp cường hóa sức mạnh và khả năng chiến đấu của G4. Song, Risa hoàn toàn chấp nhận những rủi ro đấy. Để có được một vũ khí tối thượng cho riêng mình, ả ta sẵn sàng đánh đổi vô vàn những sinh mạng khác. Điều này khiến cho Risa thậm chí còn trở nên đáng sợ hơn cả các Unknown khi ả ta hãm hại chính đồng loại của mình. Thông qua nhân vật Risa, bộ phim đồng thời phê phán sự hiểm ác trong tham vọng của con người. Việc chạy đua vũ trang để đối đầu với những quái vật đã vô tình khiến cho ả tự biến mình thành một con ác quỷ, sẵn sàng bất chấp tất cả để đạt được mục đích. Về phần thế lực Unknown, cụ thể ở đây là các Anthros. Chúng chỉ đóng vai trò xúc tác cho những tình tiết diễn ra trong phim. Chúng gây ấn tượng vô cùng tốt trong cảnh mở đầu tập phim, song khi bước vào giai đoạn cuối phim thì lại trở nên khá mờ nhạt và dễ dàng bị hạ ngục. Do vậy, ở Project G4, mình không có quá nhiều điều để nhận xét về dàn quái nhân này. Xét về hành động và kỹ xảo, đây có lẽ không phải là một điểm mạnh đáng để nhắc tới của Kamen Rider Akito Project G4. Các cảnh chiến đấu và kỹ xảo trong phim dù có cải thiện hơn so với TV series nhưng vẫn chưa có nhiều những sự đột phá. Các động tác da đỏ vẫn chưa thật sự dứt khoát. Song, phân cảnh cho toàn bộ dàn Rider trong phim xuất hiện để chiến đấu với các Anthros cũng để lại những điểm sáng nhất định và dấu ấn tốt trong lòng của khán giả. Giờ hãy cùng chúng mình khám phá một vài thông tin bên lề thú vị xoay quanh bộ phim này nhé. Kamen Rider Akito Project G4 đánh dấu lần đầu ra mắt của Ace Skills và Akito Burning Form, Shining Form. Bộ phim được công chiếu tại rạp ngay trước ngày phát sóng tập 34 trên đài truyền hình một ngày, cũng chính là tập phim đầu tiên mà Akito Burning Form được giới thiệu trong TV series. Bởi là dự án kỷ niệm 50 năm thành lập công ty Toei và 30 năm thương hiệu phim Kamen Rider, phần phim điện ảnh này có sự góp mặt của nam diễn viên kỳ cựu Hiroshi Fujioka, người từng đảm nhiệm vai diễn nhân vật Honko Takeshi, Kamen Rider Ichigo, cũng là Kamen Rider đầu tiên trong lịch sử ra mắt trong thời kỳ Showa. Xuất hiện trong Project G4, ta Hiroshi Fujioka thủ vai nhân vật ủy viên cảnh sát của MPG. Kamen Rider Akito Project G4 đồng thời là bộ phim đầu tiên khai sinh ra truyền thống Movie Rider. Những Rider mới có thiết kế mới hoàn toàn hoặc được thay đổi tạo hình dựa trên concept có sẵn trong TV series đưa vào cho phần phim điện ảnh để đóng một vai trò nhất định nào đó. Truyền thống này sau đó đã liên tục được tiếp diễn trong những phần phim điện ảnh tiếp theo của Kamen Rider. Vậy trên đây là những đánh giá của nhóm chúng mình về Kamen Rider Akito Project G4. Có thể nói, tuy đối với cá nhân mình, phim vẫn còn một vài điểm nho nhỏ có thể cải thiện để khiến cho nó trở nên hoàn chỉnh hơn. Nhưng dưới góc độ của một phim điện ảnh đầu tiên của Heisei Kamen Rider, những thiếu sót là điều không thể tránh khỏi. Sau cùng, Project G4 đã đem đến cho người xem một câu chuyện chặt chẽ, lôi cuốn, với sự góp mặt của dàn nhân vật mới tương đối ấn tượng, cùng thông điệp tố cáo, phản ánh, phê phán bản chất con người một cách rất có sức nặng và chiều sâu. Phim xứng đáng nhận được những đánh giá cao trong danh sách những phần phim điện ảnh của Kamen Rider. Và review của chúng mình sẽ khép lại tại đây. Nếu như bạn có cảm nghĩ nào khác về bộ phim này, đừng quên để lại bình luận ở phần bên dưới để chia sẻ cho chúng mình được biết nhé. Và đừng quên nhấn like, share và subscribe để tạo động lực cho chúng mình ra mắt thêm nhiều sản phẩm thú vị hơn nữa. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem clip.
Mình là Rin của RTK Media. Xin chào và hẹn gặp lại. アンネットは全て封印した。 お前が最後だ。 ジョーカー! 俺とお前は戦うことでしか分かり合えない!